Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2024, lực lượng chức năng trên cả nước đã ra quân triệt phá thành công hàng loạt vụ lừa đảo từ quy mô nhỏ đến lớn với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, những băng nhóm đường dây này đa phần hoạt động núp bóng, trá hình, dưới danh nghĩa hỗ trợ tài chính hay buôn bán online khiến nạn nhân lâm vào tình cảnh kêu không được, khóc không xong. Thế nhưng dù thủ đoạn tinh vi đến đâu, kẻ xấu cũng không thoát được lưới pháp luật nghiêm minh. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 8 vụ lừa đảo gây rúng động trong tháng 1 năm 2024 ngay sau đây. Ngày 16 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Dương Kiều Vi sinh năm 1993, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và Lý Kim Yến sinh năm 1994, trú tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 8 năm 2023, qua mạng xã hội, đối tượng Vĩ quen biết chị NTAT sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội. Tại thời điểm này, Vi đang cần tiền để trả nợ nên nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Theo đó, sau khi tìm hiểu và biết nạn nhân kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo, Vi vừa hỏi chị T về giá cả và nguồn hàng. Khi biết nạn nhân nhập hàng với giá 200 triệu đồng một tấn, Vi đưa ra giá thành nhập hàng thấp hơn. Theo đó, Vi nói dối với nạn nhân T rằng chị ta có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 140 triệu đồng một tấn. Người phụ nữ này đã tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo T-Master và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo. Thấy giá nhập hàng của chị Vi thấp nên chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Trong quá trình này, Vi nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối khác để giúp tiêu thụ hết số hàng nhập về. Sau đó, Vi tự giả danh và dùng tài khoản Zalo Kuncon để nhắn tin với chị T và dùng các tài khoản Zalo giả danh Ngọc nhắn tin qua lại với nạn nhân để tạo sự tin tưởng. Sau đó, chị T đã chuyển 140 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Lý Kim Yến là nhân viên của chị Vi theo hướng dẫn để nhập hàng. Vi tiếp tục tạo lòng tin để chiếm đoạt tổng số tiền là 2,482 tỷ đồng của chị T để sử dụng trả nợ cá nhân. Trong quá trình điều tra, tại cơ quan công an, Vi khai nhận hành vi lừa đảo chiếm 2,482 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vi khai nhận để có tiền trả nợ cá nhân, người phụ nữ này còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng, còn có sự giúp sức của Yến. Ngày 28 tháng 1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 7 đối tượng bị bắt giữ gồm có Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm cùng sinh năm 2006, Nguyễn Văn Sáng sinh năm 2004, Võ Văn Anh sinh năm 2003 cùng trú tại huyện Quảng Ninh. Quá trình đấu tranh, công an xác định từ khoảng đầu năm 2023, nhóm các đối tượng này lên mạng tìm hiểu cách thức và chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi cả nước. Sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, chiếm đoạt tiền. Để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu hành vi nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng. Các đối tượng này không được học hành bài bản về công nghệ thông tin, thậm chí một số đối tượng bỏ học từ sớm nhưng đã tự tìm hiểu, chia sẻ, chỉ dạy cách thức thực hiện hành vi phạm tội cho nhau. Bước đầu manh nha hình thành ổ nhóm đối tượng phạm tội công nghệ cao, gây mất an ninh trật tự. Ngày 29 tháng 1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Lãnh đạo phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết thêm,
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng là 1.000 tỷ đồng. Công an đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người liên quan. Trước đó, theo phản ánh của báo chí, công ty Sen Tài Thu vốn là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không phải là tổ chức tín dụng, nhưng lại huy động vốn dưới vỏ bọc mua cổ phần. Theo đó, công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12% một năm. Tuy nhiên đến nay, công ty này đã mất khả năng chi trả theo cam kết. Trong một buổi làm việc với khách hàng tháng 7 năm 2023, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sen Tài Thu cho biết số tiền 1.021 tỷ không kê khai vào doanh nghiệp, thất thoát ngoài sổ sách. Ngày 30 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quy định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, ngày 23 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 1990, trú tại thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, về việc anh Thái bị một đối tượng có nick Facebook Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 809 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Sách đã xác định được đối tượng nghi vấn có nick Facebook Phương Nga là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 2003, trú tại khu dân cư Kênh Mai 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, tháng 6 năm 2023, Nga bị một số đối tượng trên không gian mạng rủ rê lôi kéo tham gia đánh bạc trên mạng Internet. Lúc đầu, để dụ dỗ Nga, các đối tượng để Nga thắng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên khi thấy con mồi đã sập bẫy, các đối tượng đã để Nga thua liên tiếp. Để gỡ lại số tiền, Nga tiếp tục chơi nhưng không thể thắng do các đối tượng đã sử dụng phần mềm khiến Nga không thể thắng. Tổng số tiền Nga bị thua khi tham gia đánh bạc khoảng gần 2 tỷ đồng. Do cần tiền để gỡ do khoản thua bạc, Nga đã đăng tải thông tin hình ảnh về việc có thể mua số lượng lớn giày thể thao của các hãng nổi tiếng đã qua sử dụng với giá rẻ lên trang Facebook cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đặt mua. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, sau khi đọc được thông tin Nga đăng, anh Nguyễn Xuân Thái liên hệ với Nga qua ứng dụng Facebook để đặt mua giày. Lần đầu, Nga yêu cầu anh Thái đặt cọc 10 triệu đồng. Sau đó, Nga đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu anh Thái chuyển thêm tiền đặt cọc, cho Nga vay tiền để xử lý xe hàng. Tối ngày 31 tháng 1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Trung, sinh năm 1999 ở huyện Hàm Yên, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 3 năm 2023, Trung đã rủ rê lôi kéo và tổ chức cho nhiều công dân trú tại các thôn trên địa bàn xã Minh Dân, huyện Hàm Yên xuất cảnh sang Myanmar, làm công việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cư trú bất hợp pháp. Do ảnh hưởng của chiến sự tại Myanmar, tháng 12 năm 2023, Trung cùng số người Việt tại Myanmar được Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng giải cứu trở về địa phương. Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo mọi công dân liên quan đến đối tượng Triệu Văn Trung hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng cần báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Ngày 31 tháng 1 kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Kim Xuyến, sinh năm 1983, ngụ xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ 2008, Xuyến bắt đầu làm chủ hụi, đến tháng 10 năm 2020 tuyên bố vỡ hụi. Trong khoảng thời gian làm chủ hụi, Xuyến vận động được hàng chục hội viên trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, kể cả vùng nông thôn cùng tham gia. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 8 năm 2020, Xuyến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các hụi viên để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo đó, để đạt được mục đích, Xuyến mở nhiều dây hụi mùa, hụi tháng, hụi tuần, tổng số 104 dây hụi. Các dây hụi của Xuyến thành lập đều có lấy tên khống tham gia ít nhất một phần, nhiều nhất 56 phần. Trong 104 dây hụi, có 70 dây hụi Xuyến chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đối với các dây hụi nêu trên, Xuyến hốt hụi trực tiếp chơi, hốt hụi khống, mạo danh hụi viên hốt chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Xuyến còn bán hụi khống cho 91 người, chiếm đoạt trên 14,5 tỷ.
Qua các thủ đoạn gian dối nêu trên, Xuyến đã chiếm đoạt của các hụi viên hơn 16,7 tỷ đồng. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử còn buộc Xuyến phải trả cho các bị hại số tiền 16,7 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 1 năm 2024, lãnh đạo Công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông cho biết các đơn vị liên quan đã liên tiếp đấu tranh triệt phá hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối tượng Trần Đức Thảo, sinh năm 1997, trú xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông để điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, tháng 7 năm 2023, Trần Đức Thảo lên mạng xã hội, phát hiện tài khoản Facebook Tài Huỳnh, chủ tài là anh T ở tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên đăng tải bán các mặt hàng dân dụng và có nhiều lượt tương tác với các tài khoản khác, nên Thảo đã đăng ký tài khoản Facebook lấy tên Tài Huỳnh với hình đại diện, hình nền giống với tài khoản thật của anh T để lừa đảo. Sau đó, Trần Đức Thảo sao chép hình ảnh các mặt hàng mà anh T đang bán trên trang cá nhân để đăng bài bán hàng trên tài khoản của Thảo. Khi có khách liên hệ mua hàng, Thảo đưa ra các mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc cho trả góp với lãi suất 0%, đồng thời cam kết về chất lượng và bao chi phí vận chuyển nếu ở xa hoặc nhận hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là địa chỉ cửa hàng của anh T đang kinh doanh mua bán các mặt hàng dân dụng để dụ dỗ người đặt mua hàng. Sau khi thống nhất mặt hàng và giá, Thảo yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền tạm ứng vào tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi giao hàng. Nhận được tiền cọc, Thảo không giao hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền của người mua hàng. Với thủ đoạn này, từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Trần Đức Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 300 người dân khác trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 800 triệu đồng. Trong đó, anh Nguyễn Văn Tê ở huyện Đắk Min bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 3 triệu đồng tiền đặt cọc mua điện thoại di động. Quá trình điều tra, ngày 3 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Đắk Min đã bắt giữ Trần Đức Thảo, thu giữ nhiều tang vật liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 1 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Anh Tuấn, sinh năm 1975, và vợ là Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, cùng trú tại số nhà 31, ngõ 137, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2022, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo của công ty Luxshares ICT thuộc công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, có thể xin được mở căng tin và thu mua phế liệu tại công ty. Tuấn và Liên đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ của anh NVT, sinh năm 1994, trú tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ lâu đã trở thành vấn nạn nhức nhối, gây hoang mang trong dư luận. Đáng báo động hơn khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang dần trở nên phổ biến với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Hiện nay có nhiều chiêu trò lừa đảo tuy không mới, nhưng nhiều người vì tâm lý hoang mang lo lắng, nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo với thiệt hại lên đến hàng triệu đồng, hàng tỷ đồng. Hy vọng rằng lực lượng chức năng sẽ xử lý nặng tay hơn nữa đối với những trường hợp vi phạm nhằm răn đe và củng cố an ninh trật tự xã hội. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.